Xin chào tất cả mọi người. Như lời đã hứa ở cái video ăn thịt ngựa sống đợt trước á, thì hôm nay vào một ngày thời tiết thật là đẹp trời, có điều chuẩn bị sắp mưa thì rảnh quá không biết làm gì, cho nên là Hèn muốn giới thiệu cho mọi người sơ qua về cái khung cảnh mà mình đã trồng hình như là cách đây hai tháng, từ hồi tháng 4 tới giờ á. Thì Hèn sẽ giới thiệu cho mọi người về cái vườn bé bé xinh xinh của Hèn nhé. Đây là trái dưa hấu yêu thương của mình nè mọi người. Đó, thấy đã không mọi người, thấy đã không? Cái cây dưa hấu này á là mình trồng 3 tháng rồi đó, là nó mới được á. Nhìn nè. Đó. Giờ không lẽ hái vô ăn ta. Mà cái cây dưa hấu này á là đây thì sẽ quay hết cái cây cho mọi người xem. Cái cây này á là ban đầu á là nó ra 4 trái phải không, mà xong rồi cái hiện mới thấy cái trái này là được nhất nè, cho nên là để lại ngắt 3 trái kia bỏ luôn. Tại vì á trồng trong cái chậu á, trong cái chậu như thế này nè, thì hình như cái xác suất của nó là nó chỉ được một trái thôi. Tại vì nếu như mà mình để nhiều quá thì nó sẽ nuôi lan ra, nó nuôi mấy trái kia nữa, cho nên là nó không có gom vô, là nó lâu lớn lắm, cho nên là ưu tiên một trái duy nhất và một cây chỉ được một trái là có thật. Đây mình trồng hồi tháng 4 á mọi người. Nhưng mà cái này là cái cây dưa hấu này đó, là nó thuộc loại trái nhỏ thôi, mini thôi, cho nên là hả nó coi vậy. Chắc nếu như mà một ngày mà đẹp trời hơn nữa chắc cũng hái vô ăn á. Đó. Trồng mà nhiều khi trồng không nỡ ăn ha. Đây xuống đây. Đây. Đây là cái cây ớt. Trời ơi. Cây ớt này là cây ớt mà phải nói muốn gặp nó cũng khó nữa. Nhiều khi đi kiếm nó thì không có, mà cái lúc mà mình không đi kiếm nó thì nó lại xuất hiện. Cho nên là nếu như mà xuất hiện thì mua về trồng luôn. Đây, nhìn nó nè, này cho mọi người xem ha. Ây da, đó. Nè. Nó nhỏ như vậy nè, mà trái quá trời quá đất không. Một cây thôi đó. Này nó còn lớn nữa, lớn lắm, nó nhanh lớn lắm. Cây này thì trồng sau mấy cây kia hết luôn á, mà nó nhanh lớn vậy đó. Ở đây cũng đồ cây nữa nè. Đó. Là hai cây. Ây da. Hai cây. Trái của nó cây kinh khủng khiếp luôn. Nó giống như cái ớt sim của mình vậy đó. Ớt sim ở Việt Nam của mình á. Nhìn nó nha. Cái đèn này nè mọi người thấy giống không? Nhìn nó nhỏ nhỏ ha. Cái này mà ăn cơm ha. Ăn cơm thịt kho hộp vịt nè ha. Rồi cắn cái trời ơi lên mây. Đây là rau muống. Rau muống này năm nay là thất bại rồi. Tại vì sao trồng do đất hay là sao á, mà nó cũng nói chung là nhìn nó cũng không được đẹp lắm ha. Đây. Và đây chính là cây quế yêu thương của mình đây. Quế này là mình trồng chỉ với một mục đích lớn lao, đó chính là ăn phở thôi đó mọi người. Không. Quế Việt Nam đàng hoàng nha. Quế Việt Nam đàng hoàng đó. Thơm lắm. Bên đây á, bên Nhật này nó cũng có loại quế nữa mọi người, nhưng mà quế của nó, cái lá của nó đậm hơn lá quế của mình, mà ăn nó cảm giác như là cái mùi của nó nặng hơn, cho nên là nếu như mà mọi người không có quế Việt Nam thì mua cái quế ở Nhật ăn cũng được, nhưng mà nếu như mà có quế Việt Nam trồng thì càng tốt hơn. Chứ quế Nhật tự nhiên ăn quế Nhật với quế Việt Nam so là khác xa luôn. Mùi thơm là khỏi nói rồi. Đây, còn đây là ong ớt. Ong ớt đây là cái ong ớt mà mỗi lần mà ổng ra là ổng ra chùm, nhưng mà bây giờ là nó còn kiểu như á, nó còn nhỏ, nó chưa có lớn lắm á mọi người. Nhìn vậy á, chứ nó còn lớn lắm, nó còn cao lên nữa, nó cao quá. Cao lắm. Đây. Còn xin giới thiệu với mọi người đây nè. Cái trái khổ qua hôm qua hôm kia thấy à, đông tiêu rồi. Đây. Đây mình có trồng khổ qua nữa nha. Đây là khổ qua Nhật. Cây này á, khổ qua nhìn lớn không mọi người, nhìn lấy vô khổ qua này bây giờ hả, thường á
thường là người Việt Nam mình là thường, thứ nhất là nếu như mà gặp khổ qua là điều đầu tiên á là nghĩ đến một món ăn, đó chính là canh khổ qua. Khổ qua ăn nhỏ thịt à. Đây đây cũng có trái nhỏ này nè mọi người. Cái này có còn trái nào nữa không ta? À thấy rồi, thấy phát hiện một trái rồi. Đây, một trái nữa. Là ba trái đúng không? Không biết còn trái nào nữa không ta? Ê, đây một em nó núp trong lá. Em này còn nhỏ à. Nhìn đã quá, nhiều khi á hả buồn buồn không biết làm gì, ra ngồi ngắm cây hơn, khuấy ly cà phê ngồi ngắm cây thôi tuyệt. Đây còn đây là rau răm. Mình rau răm này là hồi tuần rồi á thì mới hái nó nhiều lắm, hái vô xong rồi bỏ tủ lạnh á, chứ để bây giờ nó ra già rồi mọi người thấy không, nó ra cao luôn, nó mọc cao lên luôn á, quá trời. Đây cây mà đây là cây mà mỗi ngày không ngắm là không được, nó cao lắm mọi người, nó cao lắm. Cà chua, nó đó, cà chua mini. Đây đây là hiện trồng, mà cà chua này là hiện trồng hai loại, một loại cà chua dài màu đỏ, đây chính hắn, đây cái cà chua dài màu đỏ là một loại liền trồng cà chua dài màu đỏ, còn một loại là cà chua màu cam, mọi người có thấy không đó, cái nhánh ở bên đó là đây, đây nè, đây nè, giờ quay xong rồi này nè, cho mọi người coi đó, màu cam luôn á, cà chua tròn. Đúng vậy, cho mọi người coi đây, hai cái cây này giờ nó cao hơn mình luôn á, à, cao ghê. Hình như là cái cà chua, cái cà chua, để coi cái này, ủa à cái này cà chua cam, cái cam ít rồi rụng trái rồi, cho nên mọi người quá trời luôn á, hình như chứ nhiều lắm, thôi liền hái luôn chứ để bây giờ nhiều khi nó sắp mưa rồi, nhiều khi nó rụng hồi nào á, rụng nào không hay, mà anh rụng rồi là ăn dở đó, ăn nó giống như nó bị dập á, không ngon, nên là thôi bây giờ là mình hái luôn, hái trên cây luôn, mình có chuẩn bị cái rổ đây, hái bỏ vô, hôm nay là thu hoạch luôn, siêu ca cư luôn, thu hoạch cà chua luôn, trực tiếp luôn, hái luôn. Giờ cho dù nó nhỏ cũng hái luôn, tại vì nó chín rồi, để mà để lâu quá nó sẽ bị nứt á mọi người, nứt ra ăn không ngon đâu. Đây nè mọi người, đó rất là ngọt nha, rất là ngọt. Hái đi, hái mấy trái này cho mấy trái kia nó lớn, nó mau chín. Đây mấy em đỏ, hôm nay là em nào đỏ là hái hết, tiêu diệt hết. Người ta thường nói là dũng sĩ diệt mồi, còn đây hiện chính là dũng sĩ hái cà chua. Đây thôi, trái này nó còn cam cam ha, không hái đâu, cam cam ăn cho lớn đi. Đây cái này hái luôn, ngủ ta. Đây còn nhỏ chứ nhỉ, dứt dứt liền. Dứt liền ừ, cứ hái đi. Rồi xong, cái đó là chín nhưng mà nó nhỏ xíu quá, chờ nó. Giờ là hái cái cà chua cam của mình. Đây. Ây da, không tới rồi. Trời ơi, nguyên một nhánh luôn. Đây nè, một cam lẹ luôn. Không được, cà chua này là mình phải hái.
tây. Hái cà chua này á mọi người. Dạ. Cái cà chua này á là mình phải hái cho nó chừa cái cuống này lại nè. Cái kiểu cà chua này là vậy, cà chua tròn á là hái phải chừa cuống lại nhìn nó mới ngon. Tiếp ở trên đây á, trên ban công nó cũng hẹp lắm cho nên là không có ngồi thoải mái được. Đây không có quay cận cho mọi người coi được luôn, hình như nó không. Trời ơi nó chín lắm rồi, đụng một cái là nó rụng rồi, nó có trái nước nè mọi người, chết rồi, không hái nè. Đây nè, cái này là bị nứt rồi, thấy chưa, không hái, để ông hái không quan tâm tới em là em nứt, mà em nứt rồi thì thôi không có ăn. Đây còn mấy trái này hay hết luôn. Hái. Mình trồng mà trồng xong rồi mình hái mình ăn, không thuốc không gì hết. Giờ là làm gì làm chứ, là trồng cây là phải trồng. Đây đây mọi người đó, đã chưa, trời ơi. Cà chua này mùa hè thường thường là người Nhật á, họ sẽ mua về đúng không, họ sẽ mua về xong rồi họ rửa rồi họ bỏ tủ lạnh á, khi mà họ nóng, khi thường thường là họ sẽ ăn vào buổi trưa, họ nóng trưa thấy nóng là hai mình lấy ra dứt, trời ơi là ngon hết sảy con bà bảy. Ở đây chắc mình hái như đó chắc được nè. Cái trái này, trái này hái luôn, trái này hái luôn, hái cho nó chín với trái kia rồi. Còn cái nào nữa không ta? Đấy. Trời ơi, nhìn mọi người nhìn vậy chứ nó rất là nhiều, nhiều trái lắm. Nhiều kinh khủng luôn á. Mà nhiều khi nó còn xanh á cho nên là mình không có thấy rõ được. Đó. Đây, đây thì mọi người. Đây chính là cây oba. Cái cây này á, cái cây này là hôm bữa hiện lúc mà hiện ăn thịt ngựa sống á thì hiện có nói với lại mọi người là cái cây này là hiện đang trồng ở ngoài nè. Đây nó nữa nè, đây hiện chiết ra mấy chậu, tại vì á ăn nó nhiều, ăn nó thường xuyên lắm thì mình ăn ở nhà hay ăn cuối tuần nè thì hiện ăn thịt nướng rồi bánh tráng cuốn rồi này nọ, rồi cho nên là không thể nào mà không trồng nó được. Ăn nó rất là tốt cho sức khỏe nè, nó rất là sao ta, nói chung là khi mà mình ăn thịt nướng mà mình có nó kèm theo là thịt nướng nó trở nên ngon hơn. Thì nhớ không lầm á là cái lá này là ở siêu thị ở Việt Nam á, ở trong siêu thị Ion á, là trong mấy cái mà Kim BBQ gì đó của Hàn Quốc á, là thường thường là nó có cho mình cái lá này nè, đó chính là lá này nè mọi người. Mà nó cho mình thôi, ví dụ một rổ rau đi là nó chỉ cho mình là như là 3-4 lá gì á, không có nhiều. Cái này là số lượng có hạn. Đây đây là húng lũi nè, húng lũi là chậu nhỏ, bây giờ nó chưa lớn, nói chung là hái hoài luôn á, hái hoài luôn, bây giờ nó hết hết rồi, hết rồi, hết rồi, hao mòn nó quá rồi. Đây rau răm cũng có chồng, anh chồng bên đây. Đây ông này là ông mà ở Việt Nam của mình hay ăn nè, hay ăn bánh tráng là không thể nào thiếu nữa không, rồi bún, rồi bún thịt luộc nước mắm rồi này nọ, mà bây giờ mà thiếu cái lá này là không ngon, không luộc ấy gì, cái này là gì ta, giáp cá, đúng rồi, giáp cá, giáp cá với húng lũi là anh em không bao giờ thiếu, nó sống chết có nhau đó, là giáp cá với húng lũi đó. Cái này là mọi người theo như hiện thì biết á, là khi mà mình thường thường á là mình cắt đó, đúng không, là mình cắt từng lá một đúng không, không có đâu, nếu cắt từng lá một á
là nó lâu ra, nó còn lâu ra hơn là mình cắt nguyên cái từ gốc ở dưới luôn. Thay vì giống như cái cây này luôn, cái cây này ha, thấy không, thì mình cắt cái khúc ở dưới đây này, cắt ngang khúc này luôn là nó sẽ màu ra hơn là mình ngắt từng lá đó. Đó, hôm nay là nói chung là hôm nay là Hiền cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người biết, mọi người chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của những em ớt, những em rau muống nè. À, cái cây từ nãy giờ xém để quên ẻm à. Đây, đố mọi người, đây là cây gì? Cây gì? Đó chính là cây tắc. Cây tắc hình như ở ngoài miền Bắc á, người ta gọi là cái gì ta? Quên rồi. Nói chung là cây tắc hình như trái hạnh nữa thì phải. Trái hạnh á, hình như trái hạnh là cây tắc. Cây này ban đầu á là thì mua ở cái chỗ mà bán cây này là mọi người là một sen mấy á, là tính ra là khoảng 300.000 thì Việt Nam mình á. Mà cái cây này đâu phải là một cái cây cắt, một cái cây tắc bình thường đâu, nó là cây tắc đặc biệt á. Đặc biệt là chỗ nào là nó được ghép chứ nó không phải là một cây tắc. Cây tắc trồng không, nó ghép cái khúc này nè. Trời, bên đây dễ giàu gì mà kiếm được cái cây này, như là thỉnh, hiếm lắm ấy. Nhiều khi thấy nó mừng chết, mua về là mỗi lần mà ăn gà luộc á là mình làm, mình lấy cái lá của nó nè, cái lá của nó mình cắt ra với cắt nhuyễn rồi mình trộn chung với lại gà xé phai á, với rau răm á, nhưng mà thất bại rồi. Tại sao cái lá chanh nó, thường cái lá chanh nó sẽ thơm hơn, thì Hiền cũng nghĩ là cái tắc này, cái lá tắc này nó cũng giống như là cái lá chanh vậy. Ai ngờ mua về xong rồi các ăn thử sao mà nó không có nghe mùi giống như cái lá chanh. Tưởng đâu là nó cũng giống nhau, mua về ăn đỡ, có còn hơn không, ai về đâu. Thất bại. Lá nó không có thơm. Giờ là chanh là trái, chờ trái nè. Trái gì nó nhìn nó mập nhỏ quá trời luôn. Nói chung là trong một cái vườn này á là Hiền và vườn nè. Hiền chỉ đang chờ ẻm dư hấu có đằng đẵng thôi. Bữa nào mà thắt nước qua mệt mệt ra hái luôn sắt tại chỗ anh. Đây, với lại cái ớt này thôi. Ớt này nó cay lắm. Hai cây, nó còn lớn lắm. Lớn lắm còn cao nữa. Nói chung là thì chứ quay cho mọi người xem đại khái thôi. Đó. Đó. Chờ đi, nó còn lớn nữa đó mọi người. Giờ là hôm nay nó sắp mưa rồi. Mua một tuần lễ luôn á. Đó. Còn bây giờ thì Hiền xin kết thúc video tại đây nha. À, trước khi mà kết thúc video á, thì để không khí trở nên có chút mà lắng xuống á, thì Hiền xin được phép hát tặng cho mọi người một câu hát có liên quan tới là cây cối hay là đồng quê hương của mình, quê hương Việt Nam của mình nè. Đó chính là câu hát mọi người lắng nghe nha. Con nhớ rồi, quên rồi ta. À, nhớ rồi. Đồng sành bao la bát ngang, quê em từ thuở cơ hàng. Dù sinh ra trong khốn khó, nhưng em nào thiếu hùng tình thương. Tình yêu thôn quê ấm ấm, nhưng ai nào biết chứ ngờ. Quần đau hai chữ vô tình, em ngậm ngùi dứt áo sang đây. Rồi hết rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nhé. Mọi người nếu mà yêu thương Hiền thì nhớ mà đăng ký kênh để ủng hộ Hiền nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào, cảm ơn mọi người rất là nhiều, rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người nha.